Xin kính chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với YouTube của Hưng. Thì ngày hôm nay Hưng muốn làm một cái video để hướng dẫn quý vị cách sử dụng những cái mạch phân tần chép như thế này. Đấy. Thì trước khi với cách sử dụng những cái mạch phân tần chép như thế này thì Hưng có nói qua về cái công dụng chủ yếu của nó để cho quý vị nắm rõ. Anh em nào chưa biết có thể nắm rõ. Thì bình thường nếu mà không có những mạch phân tần chép như thế này thì chúng ta hay sử dụng những con tụ. Đấy. Chúng ta sử dụng những vật tụ như này để gắn vào cực dương của chép, đúng không? Đấy, để nhằm mục đích là gì? Là khi chúng ta đấy, cái giải tần vào chép này là cái giải cao. Khi cái giải tần đó chạy vào đây, đấy, thì nếu mà nó cao quá nó sẽ xả, mà nó thấp quá thì nó sẽ kích lên. Đấy, nhằm mục đích nó thế, nó như vậy, cái cái nguyên lý của nó như vậy quý vị nhá. Đấy, nguyên lý là cao quá thì nó xả, còn thấp quá thì nó kích lên. Đấy, nó nhằm mục đích là cho cái giải tần nó phù hợp nhất với cái đôi loa chép. Đấy, thì ngoài những cái tụ ra, đấy, thường thì sử dụng những cái tụ như này thì Hưng hay tặng cho anh em. Thì ở đây Hưng có những cái mạch phân tần. Đấy, những mạch phân tần này thì nó nhằm đảm bảo hơn và cái cắt tần số, đấy, cắt các cái tần số nó chuẩn thì khi vào cái loa chép như này thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy. Ví dụ là nếu mà cắt tần số nhiều lúc chúng ta có những cái tần số nó vào nó không đúng. Đấy, thành ra là có những cái hiện tượng đó là cháy chép. Đấy, cháy chép bởi vì sao? Bởi vì là những cái tần số không phải tần số cao nó chạy vào con chép. Đấy, nó hoạt động cứ như thế liên tục nhiều lần. Đấy, thành ra là nó sẽ cháy con chép. Đấy, đây là nguyên lý. Còn các cái mạch phân tần như này thì nhằm mục đích là giúp anh em có cái tần số, nó cắt cái tần số nó chuẩn nhất để vào cái con chép, nhằm đảm bảo cái tần số nó chuẩn, nó không bị quá đà, nó không bị cao quá và không bị thấp quá để giúp con chép hoạt động tốt nhất. Đấy, thế là có những cái mạch phân tần này thì sẽ giảm thiểu đi những cái nguy cơ bị cháy chép quý vị nhé. Đấy, giảm thiểu đi nguy cơ bị cháy chép. Trước thì Hưng cũng đã giới thiệu cho quý vị cái mạch phân tần T3 rồi. Cái loại này thì Hưng có bán là 210.000 một đôi. Đấy, 210.000 một đôi. Bao ship. Đấy. Và Hưng hàm những cái dây như này. Và quý vị chỉ việc bắt chép vào. Đấy. Bắt chép vào được. Còn những cái mạch như T5 này thì có giá là 250.000 một đôi. Đấy, một cặp như thế này. Đấy, 250.000 một cặp như thế này. Đấy, Hưng đã hàn sẵn dây và quý vị chỉ việc bắt chép. Đấy, giá nó là vậy. Còn bây giờ Hưng sẽ thực hiện gọi là thi công giúp quý vị nắm rõ cách gọi là sử dụng. Đấy, ở trên mạch phân tần đều được có ký hiệu là T và IN. Đấy, kể cả mạch T3 hoặc T5 đều có ký hiệu như vậy. Và T là đường lên chép quý vị nhá. Đấy, viết tắt của chữ cái đầu của chữ chép nhá. Quý vị đường T này, lên nhớ được T là lên chép. Đấy, đây. Ví dụ ở đây tôi thực hiện luôn để cho quý vị nắm rõ luôn chứ không cần phải xem cái kia nữa. Đấy, tôi chuẩn bị dây sẵn đây rồi. Đấy, chuẩn bị sẵn dây đây. Tuốt hai đầu. Đấy, tuốt hai đầu như này. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, thực hiện thi công thì rất là đơn giản. Nhưng mà cái này nó góp phần rất là tốt khi anh em sử dụng những con chép. Đặc biệt là cái mạch T5 mà tôi mới giới thiệu ở gần đây thì các cái linh kiện nó đã được cao cấp hơn rất nhiều. Quý vị để ý từ con tụ này, từ những con dơ le. Đấy, rất là tụ cảm và rất là đảm bảo. Đấy, từ các cái linh kiện. Đây là mạch. Thì bây giờ tôi sẽ đổ thiếc vào. Đây nhá, các cái lỗ đằng sau nó thiết kế có cực âm và dương hết rồi. Đấy, tôi sẽ đổ thiếc vào trước. Sau đó thì tôi gắn dây. Đấy. Quý vị có thể mất thời gian hơi lâu thì quý vị có thể là tua cũng được nhá. Đấy, anh em có thể tua đỡ mất thời gian của anh em. Đấy, để tôi thực hiện một cách chi tiết nhất có thể để anh em nắm rõ. Đấy, rất muốn nhiều anh em biết đến hơn để cho anh em có cái đồ chơi nó đảm bảo chất lượng. Đây, tôi sẽ gắn dương đây. Dương thì tôi gắn vào dương nhá. Dương gắn vào dương, âm thì gắn vào âm. Đấy, đơn giản lắm. Trên những cái mạch này đều có ký hiệu rồi. Đấy, âm dương đầy đủ rồi. Đấy, chiều lại tôi cũng vậy.
tôi sử dụng ở đây là sử dụng thiếc bạc, thế nên là cái chất lượng mối hàn nó rất là tốt. Quý vị để ý là các cái mối hàn nó rất là bóng nhá, rất là bóng. Nó không như những cái thiếc Việt Nam rất nhiều chì nó bị xịt luôn. Đây, và tôi đã thực hiện xong. Đấy, quý vị để thấy, dương vào dương, âm vào âm là được. Đấy. Và cái chiều T này, đấy, chiều lên chép, tôi sẽ cắt ở đoạn này. Đấy. Đấy. Đoạn này thì tôi sẽ lấy dây ra. Đấy. Đầu này tôi tuốt. Đây, dương vào dương của chép, âm vào âm của chép như tôi đã thực hiện ở đây thì tôi đã hàn như thế này. Đấy. Dương đây và âm đây. Đấy, tôi bắt đầy đủ như này là được. Đấy, T lên chép, còn in này ra ngoài. Đầu này chúng ta tuốt ra, cắm thẳng vào âm ly hoặc là sau các cái loa chính của chúng ta đều được nhá. Đấy. Thì các mạch phân tần này giúp chúng ta có cái chất lượng tuyệt vời hơn, nhất là về cái giải chép này, nó cũng đảm bảo hơn cho chúng ta cái chất âm nó chi tiết hơn, nó sạch sẽ, sáng tiếng hơn. Đấy. Thứ hai là cái mạch phân tần chép này nó giúp chúng ta đảm bảo về cái chất lượng con chép. Đấy, tránh trường hợp bị trái chép. Đấy, hạn chế hơn nhá, giúp đỡ chúng ta hạn chế về trường hợp trái chép hơn nhá. Đấy, chỉ có 250.000 một cặp như này. Phân tần T5 250.000 một cặp, Hưng đã hàn sẵn dây. Đấy, quý vị chỉ việc về kết nối với chép. Đấy, còn mạch T3 thì là 210.000 nhá, giá Hưng bao ship. Đấy, 210.000 mạch T3. Đấy, quý vị cần thì liên hệ ngay cho Hưng qua số điện thoại 0963411622. Đấy, số điện thoại chính của Hưng là 0963411622. Thì ở đây thì Hưng còn rất nhiều các mẫu chép khác nhau. Đấy, nếu mà anh em cần chép thì Hưng cũng có lắp sẵn để cho anh em sử dụng. Đấy, rất nhiều đây này, Hưng lắp sẵn rất là nhiều để phục vụ cho anh em chơi. Đấy, và video thì Hưng sẽ kết thúc tại đây. Thì quý vị thấy hay có thể là like và đăng ký kênh cho Hưng. Đặc biệt đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật được những cái video clip mới nhất về những cái món sản phẩm phụ kiện audio chất lượng, giá cả phù hợp để anh em nâng cấp cho bộ dàn nhé. Đấy, Hưng còn rất nhiều các dòng sản phẩm khác để mang đến để cho anh em sử dụng, chất lượng và giá cả rất là hợp lý để cho anh em sử dụng nhé. Thì rất mong mọi người ủng hộ. Video mình xin phép kết thúc. Hẹn mọi người một video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.